Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 53 của Bộ Chính trị về đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 10 năm qua, từ năm 2009 đến năm 2019, sản lượng lúa tăng lên từ trên 39 triệu tấn lên trên 43 triệu tấn. Bình quân lương thực đầu người tăng từ 497 kg một năm lên 525 kg một năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước hàng đầu về chỉ số này. Vai trò của Việt Nam trong hỗ trợ an ninh lương thực cho các quốc gia khác ngày càng tăng. Việt Nam có đủ nguồn cung lương thực đa dạng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, tình trạng thiếu dinh dưỡng được cải thiện đáng kể, giảm từ 18,2% giai đoạn 2004-2006 xuống còn 10,8% hiện nay. Mỗi năm xuất khẩu từ 5 đến 7 triệu tấn gạo. Đối với Ninh Bình, sau 10 năm thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đến năm 2018, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 8.500 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 475.000 tấn. Giá trị sản xuất trên 1 hecta đất canh tác đạt 120 triệu đồng. Có được những kết quả trên là do tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch chuyên ngành để thực hiện các mục tiêu của đề án. Trong đó, chú trọng quy hoạch các vùng sản xuất lương thực có sản lượng lớn về lúa gạo, ngô, rau đậu và cây ăn quả. Tổ chức thực hiện tốt các quy định, chính sách hỗ trợ của nhà nước về miễn thủy lợi phí, xây dựng các công trình phục vụ sản xuất lúa, cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành thủy lợi, tăng cường đầu tư cho hệ thống đê sông, các trạm bơm tưới tiêu, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích, phát triển các cơ sở chế biến và bảo quản nông sản, đồng thời áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, triển khai có hiệu quả các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, thì vấn đề an ninh lương thực càng phải đặt lên hàng đầu. Phải đảm bảo an ninh lương thực vững chắc trong mọi tình huống, giữ vững diện tích và sản lượng lúa hàng năm, tăng cường dự trữ lương thực. Đi liền với đó cần gắn sự phát triển của nông nghiệp với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển từ mục tiêu đủ ăn sang đủ nguồn cung cấp lương thực đa dạng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn, nâng cao tầm vóc và sức khỏe tuổi thọ của người dân Việt Nam. Về giải pháp thực hiện, Thủ tướng yêu cầu phải bảo vệ tốt 3,5 triệu hectare đất lúa, đồng thời gắn với quy hoạch chiến lược bảo vệ sử dụng nguồn nước, tăng nhanh các sản phẩm về sữa, thịt, trứng và vi chất tổng hợp, đẩy mạnh liên kết và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, huy động sự tham gia vào cuộc của cả nhà nước, doanh nghiệp và nông dân.